cầu tên cầu chữ Y, bây giờ đang ở bên đường Hưng Phú, phường 9, quận 8. Xăng của Sài Gòn, xăng của Sài Gòn hoạt động nha. Xăng không hoạt động, thành phố sao đi lại? Rồi đây là con đường mà chắc 8 năm rồi mình chưa có ra đây luôn. Bây giờ không biết cái 8 năm sau không biết nó xây được cái ga chưa nữa. Đằng kia bạch đằng kia à, giờ thấy bạch đằng thấy lạ quá. Những này đi ra ngoài chốt lâu lắm rồi mới thấy bạch đằng đó mọi người. Đi đâu nữa vậy? Không biết gì, hỏi thẳng luôn. Nay hết Trung Thu rồi, Như Lan còn bán không? Còn bán Trung Thu luôn. Mua một đợt năm. Rất nhiều người đi bộ nha. Đây, chúng ta đang đến phố đi bộ.
là phố đi bộ. Phố đi bộ Nguyễn Huệ không có một người nào đi bộ hết. Không có một người nào đi bộ ở đây hết luôn.